mình cách cắm một cái bình hoa huệ để bàn thờ ha, dâng cho thánh Cả Du Xe. Thì đây là cái bình Cao Nguyễn đã ràn xốp lại ha. Rồi em sẽ cho mọi người coi ở đây ha. Ở đây nè, Yến dùng băng keo đó, những cái que này đó ràn xuống như này ha. Rất là chắc chắn. Ok, thì bây giờ em sẽ bắt đầu cắm. Thì đây là lá dừa, lá câu. Có nhiều người á, cái mấy cái có nhiều bạn á thì hỏi Yến rằng là mấy cái bình hoa huệ trước á làm cách nào để hoa huệ nó cong lên, tại vì khi mà mua về nó thẳng đứng như thế này nè, thì để cong lên á thì mình chỉ cần gọi là để nó nằm ngang như thế này thôi, hoặc là nằm xéo ha trong cái chậu nước, thì sang gọi là sau 14 tiếng á, 12 đến 14 tiếng là nó sẽ được cong lên nha. Rồi, em cắm cái đầu tiên ha. Cái thứ hai em cắm phía sau lưng này nè. Đó, để em chịu cho cái thứ nhất. Cái cao nhất và những cây còn lại thì thấp hơn. Đó.
Rồi sau khi mà cắm này xong rồi ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm những cái cây xung quanh. Thank you.
những cái cây ở phía trong thì là mình sẽ cắt ngắn hơn ha, để mình tạo như là 3D vậy đó. Lá dừa để nó che để không ha.
Đó, sau khi mà Yến đã cắt lá dừa xong ha, thì đây là tổng quan. Rồi, Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa Huệ ha, dâng bàn thờ tất cả du xe ha. Thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, share, ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.